mọi người ơi, hôm nọ chị đi mua đồ ăn vặt ở ngoài cổng trường nhá. Chị mua được rất là nhiều các thẻ bài, Skibidi, Toilet và các anh cameraman đây này. Đấy, nhiều chưa? Đây này, có rất là nhiều các nhân vật luôn, tha hồ mà chơi nhá. Nhưng mà chị thấy các thẻ bài này hình như là pha ke rồi, chị chẳng thấy nó óng ánh gì cả. Nó có óng ánh nhưng mà nó chỉ óng ánh nhẹ thôi, nhìn thật là kỹ thì mới thấy. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay chị đã mua được một bộ thẻ các anh Clockman. Đây là bộ thẻ mới nhất, người ta mới ra luôn đấy, siêu chất lượng, siêu VIP luôn. Hằng Nga nói điều à? Bộ thẻ bài mới nhất là bộ thẻ bài có Titan Clockman. Trước đây ấy, Hằng Nga làm gì chỉ có mấy cái anh Clockman bình thường thôi. Đây là hình ở bên ngoài thôi, đợi em mở hộp ra thì bên trong mới có. Mặt này toàn là Toilet Skibidi thôi. Wow, bên này là Cameraman Titan. Còn bên này là... Ui, Speakerman này. Wow. Đây là Clockman. Đây là Clock Woman. Đây là chị đồng hồ con gái. Đúng rồi, cái mặt này là mặt chính, nhìn VIP hơn hẳn luôn. Thôi, bây giờ bóc ra đi. Im để em bóc ra nha. Wow. Ở đây người ta có chỗ bóc cho mình nè, mình chỉ cần ấn vào đây. Đấy, mở ra cực kỳ là dễ dàng luôn. Wow. Ui. Wow, rất là nhiều luôn. Cái bộ thẻ bài này nhìn VIP nhở. Cái vỏ thẻ bài của Hằng Nga này khác hẳn cái vỏ thẻ bài ngày hôm qua mua ở cổng trường luôn. Nó lấp lánh như thế này cơ mà. Mới cả là có rất là nhiều các nhân vật mới luôn nha. Có anh Speaker này, trên này là hai anh Caraman và anh Speakerman nữa. Toilet KBD. Ồ, Hằng Nga nha, anh bảo là tìm Titan Clockman mà, ở thẻ này có không? Đương nhiên là có rồi, em mà bóc ra thì mới có. Này, trong hộp thẻ bài của em á, có rất là nhiều luôn này. Wow, nhiều nhỉ, có bao nhiêu bộ thẻ vậy? Đâu, để em xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 bộ thẻ bài. Nhưng mà chị đoán, bên trong mỗi túi thẻ bài này sẽ có rất là nhiều các thẻ bài. Nhưng mà Hằng Nga ơi, hình như là Hằng Nga mua toàn phải mấy cái bộ bài giống nhau rồi. Đây này nha, hình Lào cũng giống như hình Lào luôn, y hệt nhau, không khác một cái gì cả. Đây, giống hệt luôn, Hằng Nga mua nhầm rồi đúng không? Bên ngoài nó giống nhau nhưng mà bên trong thẻ nào nó cũng khác. Bây giờ bóc ra là biết luôn chứ làm sao mà. Uê, uê, nhìn này. Ui, wow. Thẻ bài VIP nhở. Nhìn mặt sau đẹp ơi là đẹp luôn. Ui, chị Hằng Nga mua được cái bộ bài ở đâu mà đẹp thế? Ngọc Anh có thấy xịn không? Quá xịn luôn. Đây, nhìn này, nhìn bộ bài có sặc sỡ, long lanh không này. Hơi bị đẹp luôn, sáng lóe luôn, khác hẳn cái bộ bài lúc nãy. Nhìn đây này, nhìn kỹ, lấp lánh cực luôn đây này. Đấy, thấy chưa? Wow, xịn xò con bò bê. À nhỉ, anh biết, đây chính là gia đình nhà loa Speakerman. Có cả chồng này, có cả vợ này, rồi có cả con nữa luôn. Thế thì em mới bảo là cái bộ bài này là siêu VIP, siêu mới. Đây, chị cho Ngọc Anh xé thử một gói cho thích nha. Em xin. Wow, lấp lánh. Ui. Sờ vào bộ bài là thấy sướng luôn cả toàn tay, đúng không? Đúng chị Nga. Ui, cái anh Speaker này khác hẳn mấy bộ bài bên này luôn. Ở bên này lấp lánh, còn ở bên này không lấp lánh đâu. Có rất là nhiều hình luôn. Đặc biệt là anh TV này chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Nhìn chị TV này sáng chóe bảy sắc cầu vồng luôn. Thế thì để anh mở bừa một túi xem nào, được của anh Titan Clockman không? Xoẹt một cái ra. Ôi giời, đầu tiên đã nhìn thấy cái tên Skibidi này rồi. Mở ra thẻ bài Skibidi là đã không thích rồi. Lại Skibidi nữa. Ui. Khoan, cái thẻ này nhìn quen, để tháng tư tìm xem nào. Hình như là nó ở trong cái bộ bài cũ ngày hôm qua. Đấy, giống hệt luôn nha. Nhưng mà các bạn nhìn mà xem này, hai cái thẻ bài này xem thẻ bài nào là thẻ bài VIP hơn, xịn hơn. Thẻ bài bên này không thấy lấp lánh nha, nhưng mà cái thẻ bài vừa mới mua lấp lánh luôn. Wow, thấy chưa, nhìn hình ảnh sắc nét luôn. Wow. Nhìn đây này, đây là anh Speaker, chắc phải nâng cấp 2.0 hoặc là 3.0 rồi. Nhìn cái quả loa trên đầu đây, dày đặc luôn, lấp lánh. Em còn mở được nhá, anh một cầu mạ vàng đây này, nhìn bằng chóe lửa luôn. Nhìn như kiểu là Sou Goku, Toilet Skibidi ấy nhở. Đúng rồi. Để anh thử xem một cái túi khác, xem bên trong có ai khác nữa không. Em cũng phải xé ra mới được. Bây giờ thi xem ai, tìm được anh Titan Clockman nha. Wow. Đây là Skibidi rồi. Đây phải không ạ? Đây là
cameraman Titan nhưng mà là ở trong phiên bản Roblox. Ui, nhìn này, anh TV Man này. Wow, ngầu thật sự luôn. Nhìn này, đây là cái như kiểu là thẻ bài bằng vàng luôn ấy. Wow. À, đây rồi. Hay quá, anh vừa mới mở được một thẻ bài anh Clockman, nhưng mà không phải là Clockman Titan đâu, chỉ là Clockman bình thường thôi. Nhưng mà có một cái điều hơi lạ, đó là sao cái anh Clockman này sức mạnh yếu nhỉ, chỉ có 119.000 sức mạnh thôi. À, cái thẻ bài này là anh TV với cả anh Speaker bị lạc vào thế giới Minecraft này. Chị Nga, cho em xé thêm một túi đi. Ok, xé đi em. Em chọn gói này. Ok, thoải mái. Xé luôn, xem bên trong có gì. Bên trong có thẻ bài chứ còn có cái gì nữa. Wow. Nhìn này, chị này sexy thật đấy. Một chị TV sexy luôn nhưng mà đen xì xì ra nhở. Xấu, em không thích hình này. Đây là đây có hình trái tim này. Hết rồi, không có anh nào đặc biệt cả. Đấy là số của Ngọc Anh đen thì chả không sẽ được mấy cái nhân vật VIP. Ở đây có rất là nhiều các bạn nhỏ. Bây giờ chị sẽ cho mỗi người một cái để xé ra xem bên trong có những nhân vật gì nha. Em xin. Tay đẹp như thế này chắc đã xé ra nhiều nhân vật VIP rồi. Ui, nhìn này, em có biết đây là nhân vật gì không? Sudoku bằng vàng. Đúng luôn, đây nữa này, đây cũng thẻ bài VIP luôn, biết gì không? Titan Speaker, ui giời ơi, không phải fan rồi. Nữa đi. Ui, đây, ở đây có một chị TV sexy luôn. Ui, của em có Sudoku rồi. VIP đó, bảo mà, hai tay của bạn này đỏ lên mà toàn nhân vật VIP thôi, biết ai không? Đây nè, đây là Ultimate Speaker. Rồi, không có thẻ là VIP rồi. Đây, thẻ cuối. Ui giời ơi, vẫn không phải thẻ VIP. Ba bạn nữ nhá. Xem nào, ba bạn nữ có xé là nhân vật VIP không? Đây, bạn này ra rồi. Wow, bạn này được luôn Skibidi mặc giáp này. À đây. Ui, nhìn này, một bạn bỏ ra anh Clockman nữa. Như vậy là, đây là chiếc thẻ anh Clockman thứ 2 rồi. Skibidi. À, chị TV sexy luôn, giống trong ở game mà đang chơi này. Ui, ở đây lại còn có Skibidi Elsa nhưng mà vẫn là người xấu. Mọi người có biết đây là ai không? Đây là camera bảy múi camera à, kiểu như là giống ai ở trong Zoro nhở. Không còn ai VIP nữa, không có ai Titan nào cả. Hết rồi, bạn này toàn nhân vật thường thôi. Bạn tiếp theo. À, đây, bạn này có một cái nhân vật mới này. Đó chính là camera phiên bản Roblox. Bạn này cũng tay cũng đỏ đấy. Hai bạn cuối cùng. Mong là có nhân vật Titan. Đây rồi, bạn này ra rồi. Bạn nhỏ này có biết đây là nhân vật gì không? Có. Nhân vật gì vậy? Em ơi. Đúng luôn. Em vừa tìm được hai nhân vật siêu VIP đây này. Đây là nhân vật Speaker phiên bản Minecraft. Còn đây là chị đồng hồ Clockman nha. Yeah, em được Titan Cameraman. Wow. Bạn này á, siêu đỏ, siêu may mắn luôn. Anh này sức tấn công tận 1.500.000 luôn. Siêu đẳng cấp. Này, tặng bạn anh nha. Wow, nhìn này. Thắng vừa mở được một chị TV sexy nữa luôn, nhìn cực kỳ xinh đẹp nha. Cái chị TV này chắc là xinh đẹp top 1 luôn rồi đấy. Ngọc Lan, em đang làm cái gì thế? Em đang dựng đèn ở dạo riêng. Dựng trại làm cái gì? Ra đây, chị cho một cái này đi này. Đâu cho em đi. Đây, Ngọc Lan thích túi nào thì chọn đi. Đây, em chọn cái này nhá. Đấy, bóc ra đi xem bên trong có những nhân vật gì nhá. Wow. Chị Nga, mua thẻ gì mà toàn giống nhau như thế này? Giống đâu mà giống, lật lại đằng sau đi xem nào. Wow. Đây, thấy chưa? Wow, xịn chưa? Ui, Ngọc Lan có biết đây là nhân vật gì không? Hình như là TV Man hay sao ấy. Đúng rồi, cũng là TV Man nhưng mà là đẳng cấp hơn. Ui, cái thẻ này nhìn đẹp nhờ, lấp la lấp lánh luôn. À, anh camera này, nhìn buồn cười thế. Vừa đi vệ sinh lại còn vừa ngồi xem điện thoại nữa. Anh này thì rất là đẹp trai nhưng mà lại biến thành Toret bồn cầu. Ê, Tung đang làm gì đấy? Mình đang giúp Lan dựng lều để ra ở riêng. Thôi, nghỉ tay một tí đi. Ra đây mình cho những túi Skibidi đây này. Wow. Mình cho chọn một chiếc. Rút đi. Thẻ bài siêu VIP luôn đấy. Bóc ra đi nhanh nào. Bên trong có thẻ bài này. Wow, nhiều thẻ bài quá. Đây là thẻ bài anh camera lực sĩ này. Còn đây là anh camera mặc vest. Đây là Speaker. Nhìn anh này hơi bị béo ấy. Còn đây là anh cameraman đang đánh tên bồn cầu. Đây là zombie bồn cầu. Đấy, chị cho mỗi người một túi rồi mà chả ai tìm ra được nhân vật mới gì cả. Bây giờ chị lại tự xé hết chỗ này ra để xem có nhân vật nào không. Sexy. Ui, đây nữa. Wow, đây nữa này. Ui
Ui dồi, mấy cái nhân vật chị TV sexy này á, hôm qua anh mở được rồi. Đây này, thấy chưa? Không phải Hằng Nga mở được đầu tiên đâu nhá. Thế thì anh Thắng đã có nhân vật này chưa? Cả nhân vật chị này nữa. Chắc gì anh này đã có mà. Chưa có thì bây giờ có. Wow, xé ra đã được anh speaker đang kiểu chào chào như này rồi, nhưng mà không phải là thẻ đặc biệt đâu. Nhìn này, lại thêm một anh clockman nữa. Ui, cái này có từ lâu rồi, em có tận mấy cái rồi. Đây có phải là chị TV sexy không? Phải, nhưng mà cái lại không giống của em. Một anh speaker béo béo nhưng mà rất là long lanh lấp lánh luôn. Cái này vừa nãy giống của Trung Lung Tung. Ừ, bây giờ anh xé thêm một túi nữa. Thôi, để em xé của thôi, em mà. Thằng Nga xé ra toàn cái nhân vật gì ấy. Đây này. Lúc nãy Ngọc Lan sẽ được cái nhân vật này rồi. À thế à? Ui, chả có cái gì mới cả. Toàn là skibidi thôi. Ơ, xé gì mà nhiều thế? Tay của Hằng Nga đen lắm, đưa anh xé cho à. Không, anh Thắng cứ đổi xé của em làm cái gì. Chưa gì, anh đã thấy cái anh. Trời ơi, anh TV này gấp cùi. Đây này. Ui, đây anh chỉ anh loa thôi. Thấy chưa? Ui giời ơi, cái này lại còn có cả hai hình giống nhau nữa. Đã bảo là đưa anh xé cho không nghe, cứ tự tay xé sạch. Sắp hết rồi mà chả được cái nhân vật VIP nào cả. Đây, được chưa? Xé là phải nhẹ nhàng thôi thì mới ra được nhân vật VIP, thấy chưa? Nhìn này. Kinh chưa? Biết nhân vật nào không? Anh cameraman mặc bộ vest màu xanh blue nha, đang dùng cái tuyệt chiêu dìm có tia sét sóng xanh ở xung quanh ấy. Đây nữa. Anh camera đầu to lấp lánh. Nhân vật thẻ VIP nữa. Đây thì chỉ là anh speaker bình thường thôi. Còn cuối cùng là cái tên này rất là đẻo luôn. Em còn đúng hai túi cuối cùng. Bây giờ em phải xé ra xem có. Xé luôn một túi nữa đi Hằng ơi. Xé cả hai luôn. Cầu mong là có nhân vật VIP. Em thấy rồi anh Thắng ơi. Đâu. Đâu thế? Xem như đây. Biết nhân vật nào không? Đó chính là anh camera đang cầm khiêng đi đằng sau anh TV. Đấy, là nhân vật VIP đúng không anh Thắng? Nhưng mà có cái điều hơi lạ, rõ ràng cầm khiêng là phải đi đằng trước, sau lại đi đằng sau nhỉ? Còn đâu cầm kiếm thì lại đi đằng trước. Thắng Nga thử xem còn cái nhân vật VIP nào nữa không? Đây. Ui, cái tên này thì có cái gì mà VIP, mấy cái tên Skibidi này, bọn nó sức mạnh yếu nhất ra. Đâu, để em xem nào. Ui, toàn những nhân vật thường thôi. Hết rồi, chả có nữa. Wow, các bạn nhìn thấy chị có nhiều chưa? Đáng lẽ chị phải dày gấp đôi như này cơ. Nhưng mà hôm qua chị cho các bạn nhỏ ở gần nhà chị mất một nửa rồi. Không thì chị có phải gấp đôi như này này. Nhiều bài như này cho 10 người chơi vẫn thừa luôn. Bạn nào mà có thẻ đặc biệt thì nhớ khoe chị nha. Còn ai mà thích thẻ bài này thì sang nhà chị tặng nhé.